ơi, dạ xin kính chào quý bà con cô bác. Thì bây giờ vừa mới ghi hình xong tập 7 nha cả nhà. Hậu trường cái ngôi sao miệt vườn á thì vẫn là cái quầy thân quen của Anna cả nhà. Con bé Hạnh ơi, trong khi khách đang không phải là khách mà là khán giả trên kênh của sư phụ đang làm da thì mình sẽ coi con dở cái này đó, con có cái gì cắt không? Bây giờ là hôm bữa là anh Thái có nhờ Dung á là dạ má anh Thái có nhờ Dung á là đem theo cái nồi để luộc ốc. Xíu nữa má rảnh rảnh ngồi đây con chăm da nha, trong khi nghỉ ngơi ngồi chăm da nha. Đó thì anh Thái mới nhờ Dung là đem theo cái nồi rồi soạn đồ rồi này kia, mà không biết là đem bao nhiêu ốc thì không có biết á cả nhà. Có cái dao cái gì không con? Dao để bên kia rồi hả? Đây cho vô đây. Đây là anh Thái là dặn là đem đồ theo nè cả nhà. À đem theo cái nồi nha. Này là đồ của Anna đem theo để cho anh Thái, để xíu anh Thái luộc nè cả nhà. Đó rồi chén dĩa tăm đầy đủ hết, vô đây nắm. Không biết là đem theo bao nhiêu ốc nhưng mà bắt đem theo cái nồi nè, thấy không? Ê cái này sợ luộc không hết quá à, chắc là anh Thái sẽ mang mấy thùng á. Vô đây đem ốc theo mà hả, nè nói chị đem nồi nè, mua dừa nè, rồi hả đem gia vị đồ này kia nè, vậy mà ông nói với chị là cái gì cũng có rồi. Thấy coi giật ngược giật xuôi, phải nói với mấy đứa nhỏ đem theo lên clip thứ mấy rồi chứ em không quan tâm nữa ông. Clip thứ mấy trong ngày rồi cho tôi hỏi, ông không dừa ông cũng chưa quay nữa như thằng như bà luôn á. Ủa chứ bây giờ sao biết đâu, thì bây giờ thấy mọi người không có ấy thì mình phải quay thôi chứ giờ sao. Là mọi người không có ấy là mình phải ấy à, không thấy ai quay á. Thế clip thứ 20 rồi đó. Dạ. Đói quá tụi cô ơi, vô ăn đã. Mọi người lấy rồi, mọi người lấy cho thầy gọi. Có chưa? Dạ, có cho thầy chưa? Rồi tụi nghiệp thầy vậy. Quyết hả trời, chưa cái bụng nha, có ốc nữa nha, xíu nữa em đưa ốc vô. Có ốc đang nữa. Quay sợ không ăn được, quay xong mới ăn được. Sao vậy? Sợ đau bụng. Sao đâu? Ý là đang ăn kia ăn cái này nữa. Không sao, ốc này mình luộc nóng mà. Tại vì một con chè. À, bây giờ mình ăn, có thể mình ăn ốc trước đi. Mình ăn xong ốc rồi trước đi xong, trong bụng. Xong mình cất chè đi, chứ bây giờ anh Thái giờ anh đem ốc tới anh luộc rồi nè. Ủa mà rồi ông đi đâu rồi? Không thì tí nữa rồi ăn luộc. Khi nào mọi người quay xong mọi người ở lại mọi người ăn. Ờ lại đến 3 giờ sáng à? Sao 3 giờ sáng nữa? Quay bây giờ mấy giờ rồi? Xong rồi. Bây giờ mấy giờ? Từ 6 giờ. 6 giờ mà chưa quay tập 2. 12 giờ chưa quay tập quay 1 rồi. 12 giờ trưa quay tập 1. 6 giờ chưa quay. Dạ. Dạ ông ngoại về hả? Dạ. Ủa rồi đưa bố quay. Rồi anh sẽ đưa ngoại qua. Xong quay cho biệt vườn qua nha. Okay. Ngày mai nữa. Xong rồi đưa có gì quay. Rồi anh. Okay. Dạ nha, qua nha. Dạ con chào, ông chào bố. Dạ. Về hả? Dạ. Thanh Kiều gì đâu? Thanh Kiều gì đâu? Ủa có về luôn hả? Có về luôn hả? Vậy đó hả? Giới thiệu với bà con cô bác, đây là ca sĩ trẻ Khắc Tùng nha cả nhà. Kênh của em là đầy đủ là gì? Dạ kênh Hồ Khắc Tùng. Hồ Khắc Tùng hát rất là hay với bà con cô bác cả nhà, nhớ subscribe kênh của Hồ Khắc Tùng nha cả nhà. Thanh Kiều gì anh? À, bữa nào xong ca bạn hỉ? Ok, bữa nào xong ca đi. Đi ra ruộng, ra lúa, ra đồng đồ. Xong tháng đi, tại vì em đi viết rồi. Ok, em về nha. Ok, về nha. Má về nha má. Dạ, má về. Dạ, má về nha. Trời ơi. Má Dung rạng lông. Ừ, qua con nha, chăm da nha. Tùng đưa dạ. Mấy má qua. Đưa các má qua chỗ. Có đi với má không? Dạ. À, quậy không đẹp không lấy tiền. Dạ qua con chăm sóc da nha. Dạ. Bye bye má, bye bye chị. Dạ. Về luôn nha con. Dạ cô về nha. Dạ. Dạ con chào cô. Trời ơi. Các cô các má đến ngồi xem chương trình. Ngồi hết một tập luôn á. Dạ. Dạ. Rất là dễ thương. À chụp với cô Dung hả? Dán cái tóc lên cho cái trán nó sáng, nó cao, nó thông minh ra nè. Rồi. Con tên gì?
con tên May. May đúng không? Ờ, đẹp gái quá, dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Thì ủa mà khoan, anh Thái đâu rồi? Đi kiếm anh Thái nè. Nãy giờ là anh Thái nói Dung là đem đồ đồ này kia theo để nấu, là đã soạn hết cho anh Thái luôn rồi, nhưng mà bây giờ ốc ở đâu là không thấy nè. Ốc ở đâu đây? Dạ dạ, là nãy giờ xem từ sáng giờ luôn á hả? Mới lên đó, tranh thủ mới lên. À mới lên hả? Chị ở đâu lên? Ở Bình Chánh, khu công nghiệp Cầu Tràm luôn. À khu công nghiệp Cầu Tràm. À còn cô là ở đâu? Bình Chánh, chợ Bình Chánh. Chợ Bình Chánh. Có buôn bán gì trong chợ không? Không, ở nhà không. Vậy đó hả? Lại trong chợ lên. Chỗ này ở khu nghiệp Bình Chánh đi xuống nữa, chợ Bình Chánh đi xuống nữa, 5 cây nữa. À 5 cây nữa hả? À. Chú là thấy ngày nào cũng ở đây luôn rồi đó. Ngày nào cũng thấy ở đây luôn rồi đó. Trực tiếp ở đây luôn, hộ khẩu đây. Hộ khẩu ở đây luôn hả? Dạ. Mà nhìn trẻ hơn chụp hình ha. Trời ơi thiệt chứ, cứ nghe cái câu này tự nhiên cái bắt đầu ngùi. Hả? Mà sao mày? Ở ngoài trẻ hơn chụp hình đó chứ. Dạ em cảm ơn. Ngoài ai cũng đẹp hết trơn á. Trong ngoài nhìn đẹp quá. Ủa vậy hả? Chụp hình không bằng hả? Em cũng không biết sao nữa, nó không ăn hình. Không có bằng, ngoài ai cũng đẹp. Vậy đó hả? Trời ơi. Chúa. Ngọc Quyền cho mình nhìn đẹp. Ú, ra đây. Đẹp ha. Chị Ngọc Quyền trời ơi đẹp. Hồi nãy giờ mới nãy gặp ai ra. Ai? Cô gì cũng diễn viên luôn mà quên. Gì chị Thoa hả? À đúng rồi, chị Thoa. À Kim Thoa. Về rồi. Xong cái tập đó rồi chị về. Dạ, mấy chị ở đây nha. Dạ, em đi kiếm tôi người miền Tây cái đã. Dạ. Trời ơi, thông thường mà đi kiếm anh Thái á, là phải đi ra phía sau này nè cả nhà. Anh Thái là thường là ở cái khu vực phía sau này. Ở đây á, là các anh á, là chuyên lo đạo cụ rồi hả? Ở phía sau này khi mà chương trình bắt đầu gì đó là các anh rất là cực luôn đó nè. Trời ơi đạo cụ nè cả nhà. Trời ơi được ăn không trời, nó thơm. Trời ơi này chắc hát bài cô gái bán sầu riêng quá à. Hay là bài gì ta, thơm quá trời thơm luôn á, trái nào cũng thơm. Có được giấu trái không ta, có được giấu trái không ta, chứ còn thấy thơm quá trời thơm nè. Ủa anh Thái đâu rồi? Ủa anh ơi, ủa ngoài, phải ở ngoài không? Phải ở ngoài không? Ngoài kia vậy. Ủa dạ, tưởng ở ngoài chứ trời. Em nhìn xa, em tưởng ở ngoài, xin lỗi, em xin lỗi. Dạ. Ủa rồi, tôi người miền Tây đâu rồi trời? Anh Thái ơi. Nãy giờ thấy anh Thái không? Đang lên YouTube. Ủa? Anh đâu? Anh chồng đó đó hả? Trời đất ơi, đi kiếm quá trời nãy giờ luôn. Rồi. Đi đâu giờ kiếm nãy giờ à? Ủa cái này cái áo choàng em nè. Sao mình người miền Tây không sợ con gắn. Trời ơi, tôi với bà Hùng nãy giờ. Mình nghĩ nó là một góc không rồi. Dám đi hù rắn anh Thái mới ghê chứ. Rồi bà làm tới đâu rồi? Trong kia, nồi em để trong kia rồi, đem vô kia. Anh có chỗ cắm điện không? Người ta kêu khiêng ra đây rồi mình khiêng ngược vô. Anh có chỗ cắm điện không? Bây giờ hai đứa mình khiêng ngược vô đi. Thì đi. Đây. Chỗ nào cũng được hết á. Ủa nước dừa có luôn á hả? Ừ, có nước dừa nè. Rồi. Vậy đó hả? Ừ, xách cái này bên bệnh. Hai đứa xách một đứa một bên. Rồi vàng rửa rồi, xong xuôi hết rồi phải không? Rửa xong rồi đó. Ok. Tắm cho dừa luôn á. Ấy còn cái cơm dừa, em thích ăn cơm dừa. Thích cơm dừa bữa nào về quê anh đi anh chặt cho em ăn. Trời ơi là trời. Còn giờ thích ăn thì sao? Bây giờ ăn ốc rồi chứ không có ăn dừa được. Ờ. Giờ đang ăn ốc là không ăn dừa hả? Ăn ốc là không ăn dừa. Mình ok, đi. Đó. Đi bán nha. Bữa nay là ốc mình là mình. Ốc sống đây. Ừ. Có ai mua ốc không? Ốc đây. Dạ ốc bà con ơi, 200 cái này 200 mấy, 260 ngàn ký phải không? 260 mà 10 ký thì 230. Dạ mua giùm ký ốc đi anh đẹp trai, anh đẹp trai. Anh đẹp trai mua giùm ký ốc đi anh đẹp trai. Nó ghiền ốc rồi sáng tới bây giờ em luôn. Em chờ từ sáng tới giờ. Rồi hả? Ừ, nó chờ sáng tới giờ. Anh đem nhiêu ký mà nặng dữ vậy? Có 10 mấy ký hả? Vậy hả? Mà sợ chưa ra người được 3 con á, quá đông rồi. Sao đâu? Ba ăn ốc không ba? Ăn ốc ba. Bụng dạ đâu ăn nữa. Sao hả? Bực. Sao vậy? Bực? Không có gì đâu nó chơi. Ai làm gì ba bực? Không có gì đâu. Ba nói đi, xử ba. Nói đi, dùng xử cho ba. Con xử ba, ba ai ghẹo ba? À. Ai gạo ba? Ai gạo ba? Đây nè, cái nồi nè. Cái lớn sao đủ, nó hủ cái nồi bự trời. Chứ giờ sao? Luộc hai lần đi. Cái nồi nó lớn mà không bự, sao đủ. Thì giờ luộc hai lần đi chứ giờ sao? Nhỏ
nồi chứ. Chứ ở nhà em nhìn là em thấy nó bự dữ lắm rồi đó. Cái nồi mới bên em có cái nồi bị lớn mà nó bự trời. Cho hết vô coi coi được được bao nhiêu. Đâu xả gì đâu, xả gì đâu, bỏ vô hộp đi, xả gì đâu. Xả nè. Rồi. Lá chanh nè, lá chanh hái nhà luôn á. Lá chanh bỏ vô đi, bỏ phần nửa lá chanh đi, luộc hai lần rồi bỏ phần nửa. Luộc hai lần phải không? Ừ, ủa cái này em mà nhảm thấy nó bự lắm mà sao lên đây nó nhỏ dữ vậy anh Thái? Chiếc này anh lửa nhỏ. Không, nhỏ, cái nồi á, cái nồi á. Nè, có đem chén muỗng rồi luôn nè. Ủa, chén muỗng là tiêu đâu? Đây luôn. Có nó chừa đó kìa, nãy giờ giấu vậy. Thì nói có mua dừa cho anh luôn mà. Cho vô đi. Ăn không? Vô đây. Vô luôn. Luộc ốc, luộc ốc. Vô làm coi, không có hùng gì hết, làm đi. Hùng, hùng sức đi, hùng sức đi. Hùng sức đi. Hùng chút công sức đi. Nè, đợi con này cho vô rồi sao? Bỏ vô hết đi. Rồi cắm điện ha. Trời, đứng ở ngoài vô đây bắt nó làm à. Vậy là phải hai lần rồi mới được rồi Dung ơi. Ờ thì luộc hai lần đi chứ giờ biết sao rồi, vậy. Rồi. Rồi. Cái nắp đó đâu, cái nắp đó đâu. Nắp đây. Rồi đổ nước dừa vô luôn quạt. Nước dừa đó quạt. Thôi chị bưng cho, chị bưng cái đó cho. Rồi, rồi dạ. Em đổ nước dừa vô đi. Dạ này là ốc nó biết nó hấp nước dừa luôn bác. Hai lần nha, đừng có đổ hết nha. Rồi ok ha. Rồi ok. Đây đây với em, đó. Ờ mình còn ba trái nữa kìa. Còn ba trái nữa. Thêm đi, hết hết này luôn đi. Còn ba trái dừa nữa. Không nước ốc mới ngọt không? Thôi đừng có cho nhiều quá, mắm mắm công nó mặn không? Thì đâu có muối. Vậy được rồi đó. Hay luôn rồi. Biết đâu, đường hả hay gì? Có tiêu không? Ở nhà kêu bà Thiêu thân thiện mới chuẩn bị cho bà gửi lên, nó có biết đâu. Cái gì? Tiêu, chai nước tiêu. Cái chai kia, chai gì? Chai nước tiêu. Ừ, chai tiêu mà để cho nước tiêu. Quá vậy đã luôn mà còn bé. Xin lỗi gia đình chúng tôi chuẩn bị chưa có chu đáo. Tập đơn con là nhiều hơn quá rồi nữa. Đó, thấy không? Bởi vì ông ấy mình à. Chết cha rồi. Lớn lớn ngồi vô tới. Ủa cho bột ngọt kêu chi? Đừng. Muối không ngọt. Muối không ngọt hả? Muối vậy? Muối, 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 muối. Đúng muối rồi. Thôi đừng, đừng, đừng mặn. Không mặn đâu. Được rồi, để chấm cho nó đã. Vậy hả? Chấm điện quá, đâu có đủ. Quang, cắm điện quang, cắm điện quang. Ôi, anh em gì là ăn chất quá rồi. Ai 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 không than nha. Không than nha. Trời lên đó anh, trời lên. Sao mà trời. Trời lên á. Cho nó đầy vô đi. Không, cái nắp đó. Không hết á. Rồi hết rồi anh về. Về thêm nữa đi. Bóc thêm một bóc nữa đi, bóc thêm một bóc nữa đi. Cái để. Không hết sợ lần sau nó không hết. Ừ. Lẹ đi. Cái nồi cái ổ điện này, cái ổ điện này chịu nổi đâu. Chờ đi, chờ. Được mà. Kéo xách qua chút. Ừ. Cháy dây điện á. Cháy không? Cháy á. Không cháy đâu, bảo bảo không cháy đâu. Cháy á. Cháy không? Không. Còn hồi nó cháy rồi coi. Cháy vô chui này. Vậy gỡ cái chui đó ra. Ông Hoàng tài trợ mà bên điện ông Hoàng tài trợ cứ xài đi không sao đâu. Ông Hoàng tài trợ. Em tài trợ á. Ờ rồi, quay lại thôi canh ký luôn, kiếm tiền luôn tại chỗ. Rồi trong khi chờ đợi ốc chín á thì là mình ngồi mình tám với nhau chút đi, mình chờ đợi ốc chín đi. Rồi rồi rồi. Em nghĩ là qua đây ngồi tám nè. Qua đây nè. Ai đã từng được ăn ốc rồi? Ai từng ăn ốc? Ai đã từng được ăn ốc rồi? Vô đó, vô. Mình chờ cho nó, mình chờ cho nó chín chút. Một chút không cho mày một con luôn. Phạm vô chút không cho mày một con luôn. Không, nói chung á là mình cũng tréo ngoe lắm. Bây giờ người dạy lao người ta vô ta ăn bánh canh hết rồi, cái mình mới đi luộc ốc. Xíu nữa ai cũng no hết rồi sao ạ? Ai nó ai ăn bánh canh sáng tới giờ mà nói vậy? Mọi người vừa mới vô ăn tối đó. Giờ đó. Mọi người vừa mới vô ăn tối đó. Ăn tối? Ăn tối đâu? Ăn tối đâu? Mới đi vô ăn đó. Chán chán chán. 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 Chán nghe chán lại chứ. Có biết nè. Mọi người chờ cái lúc mà giải lao của một tập gì đó. Giải lao của cái khúc mà cái khúc giữa giữa hả? Cái khúc gần cuối mình cho mọi người ăn thưởng thức cho biết thôi. Ừ. Vậy ha. Đưa mọi người ăn chúng có để mọi người chúng nữa nhờ Dung đi mời mọi người giùm anh ha. Không. Sao hả? Ốc anh đi mời cho khỏi cần gì Dung. Ừ đúng rồi. Ủa ốc anh đi mời đi. Không thì anh đi mời ốc, anh chị Dung đi mời ốc, còn chị Dung đi đường mỹ phẩm anh đi mời. Cứ qua có lại mới tội lòng nhau chứ. Anh đi mời ốc rồi ai ăn? Là sao? Đi mời hoài sao ăn được hả? Ờ đúng rồi, có nghĩa anh đi mời sao anh ăn á, có nghĩa là để anh ăn đi anh mới mời. Ừ.
Ủa cái gì vậy trời? Gì trời là gì? Thì bây giờ ốc anh đưa lên nè, anh đem đi mời bác không, nghe. Không, nếu mà anh đi mời sao mà ăn được? Thì chị ngồi đây chị ăn nè, chị ngồi chị ăn với không được, chị phải đi mời ảnh ảnh ăn. Đúng rồi. Chơi kỳ đúng trời. Đúng mà nó ngồi là không còn một không con. Không còn một con luôn. Thiệt luôn á. Điều nhiều với nhau. Quý vị khán giả của hai kênh chưa biết về nhau lại tưởng thật. Tưởng dùng nó ham ăn lắm. Nhưng mà nó ham thiệt. Rồi cái này đăng lên nó bị trùng không ta? Thôi, em đi không? Không mà. Đi tay hả? Chương tới giờ diễn hả? Chương tới giờ diễn rồi. Đi đi. Tới đi, đi em. Chúc ơi, chúc anh chờ lại cho em. Chương đi đi. Chúc chờ. Chúc chờ. Chết mồ tới gây ra tập rồi. Dạ. Tập gì vậy? Em tập chương trình đi tập 1 nè. Vậy đó hả? Tiếng một đầu tiên luôn hả? Rồi làm đi, chạy ra đi. Đi đi đi. Đi đi. Tới phiên Hoàng là đi diễn rồi nha cả nhà. Tới Hoàng đi diễn phụ rồi. Sáng dạ. Cũng đã diễn rồi. Để em ra ngoài cái. Ngoài em coi. Em đi đi em đi đi em ra chạy sân khấu ấy. Dạ, em ra chạy sân khấu luôn cô bác. Dạ, chị ngồi chơi vui ha. Rồi rồi vậy. Dạ. Đi 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 đi. Bây giờ Thái với Dung sẽ ngồi đợi ốc chính rồi mình cùng chia sẻ đến quý bà con cô chú nha. Thử coi ốc nó như thế nào. Thái Dung. Em ăn hoài rồi. Em ăn ốc lát, em ăn ốc quấn cho em coi ốc đá đâu mà ăn hoài. Ủa? Ốc nó được đầu anh bán đúng không? Em ăn rồi. Quên rồi. Suốt 6 tháng rồi, tại lý do là khoảng cách 6 tháng của chú anh chị lúc đó mình không có chuẩn bị được. Mình nghĩ là cái số lượng là mình khoảng 1-2 tấn là nó sẽ đủ. Nhưng mà không ngờ khi mà gác ra rồi đó thì sơ qua một cái là không còn một con luôn. Cho nên là năm nay Thái sẽ chuẩn bị nhiều hơn cho là quanh năm luôn. Ủa ý là tới giờ tới mùa ốc hả hay gì? Bây giờ là bắt đầu nó vô mùa đó, là quanh năm luôn đó. Bắt đầu là giờ anh chuẩn bị cho nguyên ốc trong nguyên năm hả? Bắt đầu mình nuôi hả? Bắt đầu là mình sẽ gác rồi mình sẽ chuẩn bị cho quanh năm luôn, là tất nhiên là ngày nào cũng có hết. Thì bây giờ bà con cô chú nào trên kênh của Thái Tôn Người Miền Tây, trên kênh Dung Văn Dung Vẻ, mà quý bà con muốn ăn ốc cứ liên hệ qua cái số điện thoại của Dung, số điện thoại bán ốc gác bếp của Thái là 0344844467. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Sao bữa anh hứa với em là anh bán mỹ phẩm rồi anh không có bán ốc nữa mà hả? Bây giờ đói rồi, làm hết luôn chứ không có bỏ gì hết đó. Bây giờ là đói rồi là làm hết luôn. Ý là bây giờ mình bán ốc rồi mình bán mỹ phẩm luôn hả? Bán cả hai luôn. Anh bán mỹ phẩm sao được, cái mặt anh đen thùi lùi vậy sao anh bán được? Thì cứ để anh yêu cầu mà anh ở trong mát mà khoảng anh kỹ anh đi quay mà anh ở trong mát khoảng tháng là anh trắng lại, không khỏi lo. Không cần, bây giờ không cần phải ở trong mát luôn, anh vẫn đi quay đùi đùi bình thường mà. Vậy anh vẫn trắng được không? Được chứ sao. Bây giờ anh chịu xài thôi. Chịu xài ha. Mấy bà con cô bác nếu mà thấy anh Thái mai mốt mà trắng lên á là thấy là cái bộ sản phẩm này cho dù là đen cỡ nào thì cũng sẽ trắng nha cả nhà. Mình đen cỡ nào thì cũng sẽ mập tâm. Anh cũng đâu có đen gì mấy đâu, ngoài sao em cứ chê anh đen hoài. Em đâu có chê, đâu có chê, nhưng mà bây giờ mình bán mỹ phẩm á là mình phải bán sao cho nó uy tín kìa, người ta nó phải thấy cái sự hiệu quả thiệt kìa. Còn bây giờ mình bán mà da mình nó chưa có được ok á là sao mày? Hậu ơi, hậu. Hồi ơi. Ngồi đây. Mà gặp chị Dung Anna là khó lắm nha quý vị. Cái gì mà khó? Lát vô đây nè. Dạ thì để một chút nữa cô chú anh chị ốc chính mình sẽ chia sẻ đến quý bà cô chú nha. Rồi trước khi mình nói cái ốc cái giới thiệu xíu nè. Giới thiệu luôn ha. Nghệ sĩ Lê Hậu. Vì nghệ sĩ biết. Biết hả? Biết. Tại Dung mới kêu mới biết á. Trời ơi, ca siêu hay luôn. Vậy đó hả? Nghệ sĩ mà ca siêu hay hả? Em là chuông bạc đúng rồi, em chuông bạc năm 2020. Chuông bạc năm 2020, chuông bạc giọng cổ. Giọng cổ là nghệ sĩ ha. Quên. Đó, thành ra là ca là nhức nách. Nhức nách hát cũng kế chị Dung nữa. Đừng ca cổ là không có kế được nha. Ca cổ là không kế nha. Là trò đệ của nghệ sĩ Kim Tử Long. Đệ tử của nghệ sĩ Kim Tử Long. Đúng rồi. Dạ, Kim Tử Long. Kim Tử Long á. Tiểu ha. Trời ơi, cái này nó đụng với chị chỉ có cái ủa cái gì vậy? Đi vô chơi chị Quyền hả? Dạ. Đi vô xuống thăm mọi người, đặc biệt là thăm chị Quyền, cũng có thăm chị Dung Anna nữa. Xuống coi chị Dung có lên sân khấu hát giọng cổ gì nghe. Trời ơi là trời, Hậu ơi là Hậu. Ý là danh tiếng của chị Dung bây giờ đang được chia sẻ trên mạng với bài hát nổi tiếng đang hot hiện nay. Dòng sông quen. Nghe tới ai cũng biết rồi. Bài hát làm lên tên tuổi của chị Dung Anna đó. Anh Trần Sơn. Thiệt luôn á, anh Sơn vô đây anh Sơn. Quen luôn nè, người quen luôn nè. Trời ơi, quen luôn. Hậu lâu quá không gặp. Dạ đó hả? Bánh mì. Trời ơi, tôi nghe bánh giúp. Khoan, đừng ăn bánh mì. Có ốc. Đừng ăn mì, chút ăn ốc.
mới đem ốc lên thôi. Có đem ốc lên nè. Thôi đừng 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 ăn bánh mì. Ăn bánh mì chú ăn ốc xong ngon. Anh sợ không kịp dở. Không không sao, có ăn chín rồi. Ừ, bỏ 2 tiếng nữa. 2 tiếng nữa là xong luôn á. Mấy giờ không có ốc chị đang luộc rồi, chờ chút. Em bị chị Dung dụ dỗ là ngồi đây làm. Đúng rồi, bắt vô dụ dỗ kêu vô nghe chị hát chứ gì trơn. Chị kêu vô hai nghe chị hát giọng cổ. Hú hồn, hay hú. Trời ơi, hot. Anh quên nói em nghe, anh khai cho em một cái chuyện này nha. Khai gì vậy? Nhạc gì cũng hát được chứ. Nhạc gì cũng hát được chứ, dịu dàng này. Thiệt không? Thầy chị á, thầy chị á. Dân ca cũng làm luôn. Chữ tình làm láng luôn. Đang chuẩn bị hát tân cổ nữa kìa. Dạ. Tân cổ là phải gặp em. Rồi, em thấy họ đang hot trên mạng tân cổ, bây giờ em xuống em kiếm chị đó. Rồi, rồi, rồi trong nước ngoài nước vậy làm được không? Không nhận thì chưa. Trừ cái nhạc Khmer Đỏ là không hát. Mấy giờ sẵn tiện đây thì em xin phép em mai mốt em được hát đi một bài cải lương. Xin hát luôn. Để. Trời ơi, biết ơn em cuối cùng cũng có người chịu hát cho em rồi anh Sơn ơi. Không, anh giận với dùng được cái thiếu lắm, em chỉ là sẽ hát được đó. Đó thấy chưa? Chỉ cần có người dạy thôi đúng không? Vậy là có năng khiếu đó. Có năng khiếu hả? Có khiếu mà. Không phải em quay phim mà nói thật luôn. Anh bất ngờ mà. Có những bài là quắc đầu chưa tập gì chân vô anh chỉ mấy câu hát được luôn. Trời ơi. Cái đó người ta nói là vừa có khiếu mà vừa có máu liều nữa. Có máu liều nữa nghe quý vị, phải có máu liều. Cái đó cũng phải có năng khiếu từ trong máu á, thiệt. Nghe chắc nghe đâu hồi từ phóng khoáng đâu từ nhỏ rồi biết không? Mình mới hát được chứ không phải dễ đâu. Có những bài dân ca hoài, có nhiều người tập cả ngày tập không hát được đâu. Yeah. Thật sự như vậy mình có năng khiếu không, phải do thầy dạy dễ nữa. Thầy lúc nào cũng nói giống như là chị giỏi lắm á, biết không? Khi mà chị vô phòng thu anh Sơn cho chị một cái cảm giác là chị rất là giỏi, tạo cái động lực, biết không? Tạo cái động lực là chị hứng liền. Cái tự nhiên chị cái... chơi tới luôn. Nó lên lên luôn. Nói chứ được, em làm được, anh chỉ cần dạy em thầy thôi. Thầy chị thấy chị lên quá. Chị lên tới cả lương chị làm luôn. Mình chân sớm nè, mình phải có mình phải có cái lòng tin trước đã, trong cái đầu mình phải có lòng tin trước rồi mình mới dám hát. Đúng rồi. Chứ mình không có lòng tin sao mình hát hay. Cứ vừa gung vừa ấy sao hát được. Không mà chị vô phòng tu là anh Sơn cho chị một cái cảm giác đó, một cảm giác là chị cảm thấy chị làm được. Xong là anh Sơn dạy thôi là được. Nhưng mà sau đó anh Sơn cũng thấy là chị làm được nên không là... làm được thiệt mà. Anh đâu nói xạo đâu, có những người hát hoài hát cũng không được thật sự đó. Nhưng mà sau khi mà nghe sản phẩm thì mình đã tốn thêm bột ngọt, đường, muối, đường kia. Khúc này mình đừng nói, khúc này mình đừng nói. Không, em vậy là em hiểu rồi. Không, nhưng mà em có thể thưởng thức được giọng mọc như vậy rồi, được. Được. Không, chị hát dân ca ok. Ừ. Hát dân ca ok. Có điều là tân cổ á, là phải khác rồi nha. Bữa nay nghe được rồi, bữa trước thì nghe được dữ lắm. Tân cổ nó khó hơn, đúng không? Cái nhịp nó khó hơn. Có người dạy là em làm được. Ừ, đúng rồi. Thầy tin em đi. Anh tin em chuyện tin. Không, em tin. Em nghe là lần sau em tin rồi. Thiệt, em bất ngờ. Vậy hả? Vậy là chị đúng rồi, có năng khiếu thiệt. Em tin khi nào dạy? Không, bây giờ nhiều người dạy chị lắm. Mỗi người dạy miếng. Bây giờ em dạy chị miếng nữa là chị thành nội công của chị rất sẽ thâm hậu lắm. Bây giờ em dạy đi để 3 năm nữa thi được. Trời, thấy không? Thầy mà dạy đó. Có thời gian đếm tiền. Dạy đếm tiền bằng. Không, em phải học. Nói chung là chị Dung Anna là rất là sung sướng nha mọi người. Rất sung sướng là vì sao? Được rất là nhiều anh chị lớn chỉ, chứ không phải là bất một người nào hết mà rất nhiều người. Tại vì họ thấy được, ai cũng quý. Thật ra là Dung rất là chịu học hỏi nó, thật sự là đúng. Diễn viên cũng đi học nữa kìa, đăng ký học luôn. 3 năm sau coi chừng diễn hơn anh em mình luôn. Học được 4 buổi, đóng tiền rồi đi học được 4 buổi, sau đó là lặn mất tiêu luôn. Để dành học tiếp. Nhưng mà em công nhận một điều là chị Dung có máu liều dữ lắm nha quý vị. Rất liều nha. Chịu học đúng không? Liều hơn tụi em hồi xưa lắm. Không phải, tại vì chị không có phải là đi thi thố để lấy dạy, hay là cũng không phải nghĩ mình là nghệ sĩ, hay không phải nghĩ mình là diễn viên hay gì đó. Mình chỉ nghĩ là mình vui thôi. Đam mê thôi. Mình đam mê rồi mình thích thôi. Nhưng mà vậy thì chị sẽ thoải mái. Ừ, thay nói chị không có bị áp lực. Chị áp lực chị sẽ không hay. Mà chị thoải mái chị học cũng nhận. Nãy em cứ nghe thầm Nhi nói không? Dung à, bữa nay là em thành tinh rồi đó Dung à. Ủa thầy có nói hả? Diễn quá trời đó. Diễn quá trời đó. Ủa có hả thầy có nói đó hả? Chắc em đi ra phía sau rồi em chạy vào trong em không nghe. Dữ lắm 4 rồi. Ngày em thành tinh rồi đó. Học 4 ngày. Ai chịu nói. Dữ lắm rồi. Nói chung là... chứ hát cổ đi... Ngồi đây để tôi coi ống kính chưa nha. Bây giờ chị không mấy giờ sẵn đây chị hát cho em nghe câu đi. Trời ơi. Được. Em thấy được rồi. Quên lời. Hát em nhắc cho. Câu gì? Chiếc xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ. Chiếc xuồng nhỏ lại đâm mày.
chiếc xuồng nhỏ đưa anh về sớm nhỏ. Cao quá à, cao quá à. Nghe rì thầm. Chiếc xuồng nhỏ. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ. Đúng rồi. Nghe rì thầm. Tiếng sóng vô gần xa. Đó, thấy chưa? Vô thấy chưa? Ta vô mà chơi dây mà. Chỉ là làm được. Có người dạy thôi, chịu học thôi. Em được. Nghĩ là em làm được. Anh cũng rất là được, cao cổ mà thật sự với quý khán giả là hậu, anh không dám học nhiều. Thấy em, biết, em biết sao không? Anh sợ là anh học nhiều về cổ là anh hát nhạc nó sẽ bị không có nó like á. Dạ không đâu, bây giờ nếu như mà để mà anh nói mà bị like là anh phải học thiệt là lâu kìa. Sống như là trong máu anh, rồi chứ còn bình thường lắm, không sao đâu. Anh miền Tây mà anh rất thích cổ lắm, anh hát một hai câu thôi anh đó. Dạ. Anh nghe nghìn lý do đó. Thì nếu mà ai mà tập được hai thứ luôn thì quá hay, đúng không? Dạ. Cổ là khó nhất luôn, khó lắm luôn, vì sức khỏe mà hơi khỏe lắm mới hát hay. Bây giờ em thấy mấy anh chị ca nhạc cũng vậy mà, cũng lâu lâu cũng phải hát vô cái lý cái cải lương người ta lại nghe người ta thích. Bây giờ anh giao em cho ông hậu nha. Giờ cái hậu cho chị được một hai câu đi để chị múa rồi ra tiệc tùng rồi chị hát cho giang hồ sợ. Đúng rồi, đi tiệc là chị cần lên nhá một đoạn thôi. Hát câu thôi. Nhá một đoạn thôi. Yêu cầu có thứ ba dạ em không em chưa. Câu đó chưa học. Để em về em luyện rồi vô ha. Thôi hai chị em ngồi chơi nha. Dạ. Em cảm ơn anh Sơn. Dạ. Trời anh Sơn cực lắm. Hai mùa là mùa nào cũng chạy ngược chạy xuôi vậy đó, lo tập bài cho các thí sinh đó. Giám đốc ông nhà còn ngôi sao bị giường mà. Ừ. Cực lắm. Dễ thương. Không. Đợt này á là anh Sơn hiền lắm. À, anh Sơn hiền lắm, rất dễ thương hiền. Lắm. Em làm việc với anh Sơn lâu chưa? Ừ. Biết anh lâu rồi, cũng có thu ở chỗ của anh rồi luôn. Dạ. Dạ em cũng biết anh. Cầm vé này đâu đây? Cầm vé. Cầm vé hả? Nãy vé thì đưa cho chị rồi Quyền rồi, còn cái vé này của chị Dung à. Trời ơi, đưa đây. Trời ơi. Cho 2 giây quảng cáo nha này. Đây là cái live show tri ân của Lê Hậu đây cả nhà. Đó, live show của Hậu nha. Cái này ở đâu đây Hậu? Dạ ở 51 Yên Thế, quận Tân Bình, nó nằm gần sân bay luôn. Nó là sân khấu Amazing Center. Gần sân với bay sân bay luôn. Có phải nó trong Super Bowl luôn? Không, không phải Super Bowl. Có nghĩa là khi mình tới cái đường Yên Thế này xong là mình sẽ tới cái đường dẫn đi vô sân bay luôn đó mọi người, nên rất là dễ tìm luôn. Mọi người gõ lên số 51 Yên Thế, quận Tân Bình là nó sẽ ra đúng địa chỉ luôn. Ừ. Và sân khấu phía trước cũng có để chữ Amazing Center. Dạ. Yeah. Và đây là cái live show tri ân của Lê Hậu này cả nhà. Có nghệ sĩ Kim Tử Long là thầy của Lê Hậu. Thầy hay còn gọi là sư phụ. Đó. Chị Ngọc Quyền em gọi là thầy đã, luôn hả? Hay chị là... gọi là chị gái thôi, là chị Quyền là chị Cách Nghĩa à? À dạ. Chị Cách Nghĩa là có nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền của chúng ta luôn đó cả nhà. Và có nghệ sĩ Lê Giang. Dạ. Còn này nhiều quá chị nhìn không ra. Dạ. Có chị nghệ sĩ danh hài Lê Giang, rồi ca sĩ Uyên Trang. Dạ. Ừ. Một thời khi mà giọt nước mắt đó. Rồi có tất cả những bạn chuông vàng vọng cổ của các năm, giống như chuông vàng vọng cổ Phương Cẩm Ngọc nè. Chuông vàng vọng cổ Võ Ngọc Quyền nè. Chuông vàng vọng cổ Hồng Nhi, chuông vàng vọng cổ Huyền Trâm, rồi Thanh Thúy. Rồi có hai em ca nhạc ca sĩ trẻ, đó là Nít Trần và Hiệp Dương. Đặc biệt là có sự góp mặt của anh MC Vũ Mạnh Cường. Wow. Và tiết lộ thêm một tí xíu nữa là sẽ có sự góp mặt của hai diễn viên, đó là diễn viên Mi Anh và diễn viên Kim Nhung, là hai diễn viên cũng đang được mọi người yêu mến rất là nhiều. Ừ. Và cái ngày live show diễn ra là ngày 12 tháng 8. Ngày 12 tháng 8. 12 tháng 8 năm 2023. Lúc còn ngày thứ bảy lúc 19:30 nha cả nhà nha. 19:30 thứ bảy ngày 12 tây tháng 8 năm 2023. Tại sân khấu Amazing Center 51 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình. Quý vị nào mà muốn ủng hộ cho Hậu đặt vé thì mọi người gọi vào số hotline 0964735667 nha cả nhà nha. Đọc thêm số nó đi lỡ kẹt like. Hoặc là 0982053139. Trời ơi, cả nhà ơi, ai mà hôm đó mà mình sắp xếp được thời gian á, thì mình đến ủng hộ cái live show tri ân của Lê Hậu nha cả nhà. Dạ mọi người đến được gặp chị Dung Anna luôn nha. Dạ, và có thể là hôm đó sẽ có một cái pha rất là bất ngờ. Có thể là sẽ là một điều bất ngờ cho mọi người là chị Dung sẽ lên sân khấu hát câu giọng cổ dòng sông của em. Nên mọi người đến ủng hộ nha. Để cho live show nó bình yên.
Không. Không, em không muốn không bình yên à. Em muốn rần rần. Em muốn không bình yên mọi người, em muốn rần rần, nên mọi người nhớ là đến ủng hộ cho em nha. Và em hứa với mọi người là hôm đó Hậu có hát rất là nhiều. À, có ca nhạc dân ca, có bolero có cải lương có, và có những cái bài ca nhạc trẻ hiện đại có luôn. Và có những lớp trích đoạn cải lương mà rất là kinh điển rồi, mà được làm lại với trang phục rất là hấp dẫn. À, Hậu tiết lộ một trích đoạn nha, đó là trích đoạn Máu Nhuộm Sân Chùa. Wow. Nhưng mà được đầu tư công phu lắm. Và những bài hát mà Hậu sẽ hát, trích đoạn Hậu sẽ hát chung với lại chị Quyền thì Hậu không tiết lộ nha. Nhưng mọi người tới, Hậu hát trích đoạn chung với chị Ngọc Quyền, trích đoạn chung với lại thầy Kim Tử Long. Đó, và trích đoạn chung với những chuông dài giọng cổ. Hôm đó là nghe giọng cổ đã đời luôn, và cũng có ca nhạc, rồi nhạc trẻ nữa. Nên là mọi người đến xem nha. Nghe là thấy ghiền rồi đó cả nhà. Đầu tư 15 bộ đồ. Trời ơi, dữ vậy. 15 bộ đồ. Không biết có thời gian thai không quý vị, nhưng mà đầu tư đồ lắm. Trời đất ơi, dạ. Đó, cái live show. Nắm hôm đó đi coi live show nè, đi coi live show anh Lê Hậu nè. Cái live show nào là chị cũng kéo. Đó thì là quý bà con cô bác là nhớ đến ủng hộ nghệ sĩ Lê Hậu nha cả nhà. Xin thương tình mua giùm giúp em. Yeah, đây live show sao? Của em nè. Dạ, giá vé thì có vé 1.200.000, vé VIP thì hết. Em còn vé 1.800.000 và 500.000. 1.800.000 và 500.000. Và em cũng chia sẻ với cả nhà là ở đây mọi người khỏi phải lo. Riêng sân khấu này á, là nó giống như một cái sân khấu quay vậy đó. Nên là nó mình ngồi ở đâu mình cũng xem cũng rất là rõ hết, cũng yeah. Rõ hết. Ngồi ở đâu mình cũng thấy rất rõ ràng luôn. Và dạ. nó ấm cúng đó cả nhà. Đúng rồi, là... nó không phải rộng quá đâu cả nhà. Đây là một cái đêm mà Hậu tri ân. Lần đầu tiên mười mấy năm Hậu đi theo hát, thì đây là lần đầu tiên Hậu làm. Thì nó không có lớn, nhưng mà đối với bản thân Hậu như vậy đó là đã lớn rồi. Nó không có lớn so với có thể các anh chị lớn hoặc là các nghệ sĩ khác, nhưng mà đối với Hậu thì Hậu muốn một lần được hát thật là nhiều bài trong một đêm đó. Đêm đó thì Hậu hát 20 mấy bài. Wow. Vừa song ca vừa hát đơn ca là 20 mấy bài. Thì rất đó. Là mong sẽ có thật là nhiều sức khỏe và hôm đó sẽ hát thật là tốt để tặng cho mọi người. Đặc biệt là mọi người mua vé đông đông đi, Hậu sẽ hát hay lắm. Không, nói chung là cũng chúc cho live show của Hậu thành công tốt đẹp rồi. Dạ. Bà con cô bác đến ủng hộ nhiều. Kênh YouTube của Hậu là gì? Dạ, Lê Hậu Official ạ. Kênh của Hậu là Lê Hậu Official. Biết quý bà con cô bác có thể là tràn qua đăng ký ủng hộ Lê Hậu nha cả nhà. Dạ, cảm ơn chị Dung rất là nhiều. Hôm nay đã ngẫu nhiên mà lại nghe đến cái lúc mà chị Dung đang quay clip luôn mọi người, nên là mình phải tràn vô liền, mình quảng cáo liền. Rất mong là các fan và các những người thân của chị Dung Anna đang xem cái clip này sẽ ủng hộ cho Hậu nha. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe hai chị nói. Mọi người mà đang xem kênh chị là đều là fan của anh Khương Dừa không á. Thành ra là quý bà con cô bác á là yêu thương nghệ sĩ Ngọc Quyền, yêu thương sư phụ Khương Dừa rồi thì yêu thương thêm nghệ sĩ Lê Hậu nha cả nhà. Dạ. Đó. Lê Hậu rất là dễ thương, và thật sự là Dung cũng mới biết Lê Hậu thôi, nhưng mà cảm thấy rất là cảm mến người em này, và thật sự là mê cái tiếng hát của Lê Hậu nữa cả nhà. Bà con cô bác đặt vé ủng hộ Hậu nha. Và một lần nữa thì chúc cho live show của Lê Hậu thành công tốt đẹp. Và hai chị em Dung thì hẹn gặp mọi người trong cái ngày 12 tháng 8. Dạ, cảm ơn quý bà con cô bác. Cảm ơn mọi người. Nhớ đặt vé nha, đọc lại số. Số điện thoại là 0964 0964 735 667, 0964 735 667, hoặc là 0982 053 139. Rồi, dạ. Sân khấu rất là ấm cúng và dễ thương, quý bà con cô bác cứ đến đi, bao vui mà bao hay mà bao dễ thương luôn cả nhà, đến gặp các nghệ sĩ ưu tú của chúng ta nữa. Đó, cảm ơn cả nhà nha, và hai chị em xin phép kết clip ở đây. Cả nhà mua vé thì nhớ gọi vô cái hotline đó để ủng hộ cho Lê Hậu nha. Lần sau hai chị em sẽ hát cải lương tặng mọi người nha. Lần sau ha. Ok. Hát coi chừng người ta sẽ hủy subscribe kênh em bây giờ. Không sao, yên tâm đi, lần sau hát tặng mọi người. Em hứa luôn. Em gan vậy luôn á hả? Hứa, không, gan, em rất gan chị. Trời, em cũng có máu liều lắm. Gan. Bây giờ thì bye bye lần cả nhà. Lần đầu tiên có người mà không sợ hủy kênh luôn cả nhà. Dạ, cảm ơn quý bà con cô bác. Cảm ơn cả nhà.